Hồng Phượng xin thay mặt ban biên tập gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, dân gian xưa vẫn thường nói, ở đời có gì cũng được, trừ có bệnh. Không có gì cũng được, trừ không có tiền. Thiếu gì cũng được, trừ thiếu sức khỏe. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có thứ gì. Chúng tôi rất vui khi được làm một chương trình ý nghĩa giúp lan tỏa những kiến thức sức khỏe hữu ích tới cộng đồng mỗi ngày. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Cụ bà 100 tuổi mới chịu nghỉ hưu, tiết lộ hai bí quyết trường sinh khiến ai cũng khỏe mạnh, sống thọ bất ngờ. Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Như cô bác đã biết, khi nhắc đến những khu vực có nhiều người sống thọ trên thế giới, Mỹ là quốc gia hiếm khi được đề cập đến. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà những người cao tuổi sống ở đất nước này không tồn tại. Và cụ bà Madeleine Pando chính là một trường hợp đáng được nói đến. Cụ nổi tiếng là người khỏe mạnh và chỉ nghỉ hưu ở tuổi 100. Sau khi đã làm việc hơn 80 năm kể từ khi mới 18 tuổi, gia đình cụ Pando có truyền thống kinh doanh và sản xuất bảng hiệu điện ở Chicago. Và cụ bà này chủ yếu phụ trách những công việc ở văn phòng, cũng như phụ trách việc bán hàng mỗi khi rảnh rỗi. Cụ Pando cho biết cụ rất yêu thích công việc này, vậy nên cụ cảm thấy không thoải mái khi phải nghỉ hưu. Nhưng khi tuổi tác đã cao nên cụ đành chấp nhận. Cụ Pando cũng tiết lộ để có được sự trường thọ này, trong suốt cuộc đời mình, cụ luôn kiên trì thực hiện hai bí quyết trường sinh và cụ tin rằng đó cũng chính là liều thuốc tự nhiên giúp cụ có được sức khỏe như hiện tại. Vậy hai liều thuốc trường sinh mà cụ Pando đã đề cập đến là gì và liệu rằng chúng ta có thể áp dụng chúng cho bản thân mình hay không? Mời cô bác cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bài thuốc 1. Luôn duy trì những mối quan hệ tốt đẹp. Theo một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Đại học Harvard, thì những mối quan hệ tích cực sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và sống lâu hơn. Và cụ Madeleine Pando cũng đã làm được điều này khi đặc biệt chú trọng và quan tâm đến gia đình cũng như bạn bè của mình. Ngay cả khi đã bước qua tuổi 100, cụ bà này vẫn giữ được mối quan hệ với những người thân. Với việc thường xuyên ăn tối cùng các con cũng như tham dự các sự kiện lớn nhỏ của gia đình. Bên cạnh đó, cụ Pando cũng đi ra ngoài vào chủ nhật hàng tuần để gặp gỡ bạn bè. Cụ bà cho hay bản thân mình cảm thấy rất may mắn khi có được một vài người bạn cùng tuổi và họ thường xuyên đến nhà bà vào thứ tư hàng tuần để cùng nhau trò chuyện và ăn trưa. Đề cập đến vấn đề này, tiến sĩ Minman, phó giáo sư y khoa và di truyền học tại Mỹ, người đã từng tham gia nghiên cứu một nhóm của ông cụ bà trên 80 tuổi, nhưng cực kỳ minh mẫn và có trí nhớ tốt, không khác gì thanh niên, cho biết. Rất nhiều người trên 100 tuổi nói về tầm quan trọng của các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và bạn bè của họ. Do đó, họ có được một tuổi thọ và một trí nhớ cực kỳ tốt, và điều này hoàn toàn trùng khớp với trường hợp của cụ bà Pando. Bài thuốc 2, luôn duy trì lối sống lành mạnh suốt cả cuộc đời. Bên cạnh việc duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, cụ Pando cũng chú tâm thực hành một lối sống khoa học để góp phần bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Cụ thể, cụ Pando cho biết, khi cụ còn nhỏ, gia đình cụ có tổng cộng 7 người con. Bố của cụ đã trồng một khu vườn lớn sau nhà và anh chị em của cụ đã lớn lên bằng một chế độ ăn có nhiều rau xanh. Vì vậy, cụ đã có thói quen ăn nhiều rau xanh ngay từ bé. Và cụ tin rằng đây là một trong những lý do giúp cụ có được một sức khỏe và một tuổi thọ như hiện tại. Đồng thời, cho đến tận bây giờ, cụ cũng không hề yêu thích bất kỳ loại đồ ăn vặt nào. Do đó, cụ vẫn khỏe mạnh và không hề mắc phải căn bệnh nguy hiểm cho dù cụ đã sống cả thế kỷ. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, cụ Pando cũng đặt mục tiêu cho bản thân là phải tích cực vận động dù đã bước qua tuổi 100. Cụ cho biết cụ vẫn luôn tự mình làm việc nhà và tự lên xuống cầu thang để rèn luyện cơ thể. Do đó, cụ vẫn luôn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào từ bên trong và rất tự hào về vóc dáng của mình. Ngoài ra, cụ bà này cũng có một tinh thần lạc quan rất đáng nể và ít khi bị căng thẳng. Bởi cụ cho rằng mọi thứ trên đời đều có cách giải quyết nên không cần phải làm khổ bản thân để làm gì. Bên cạnh đó, cụ còn hóm hỉnh cho biết, cụ cảm thấy rất may mắn khi đã sống đến 100 tuổi và có được một sức khỏe tốt như hiện tại. Cụ không thể phàn nàn bất cứ điều gì về cuộc sống của mình khi vẫn có thể đi bộ, nói chuyện và chẳng bị đau nhức ở đầu. Số người sống thọ 100 tuổi ở Anh tăng vọt trong những năm gần đây, chuyên gia sức khỏe tìm ra 6 lý do cực kỳ bất ngờ. Bên cạnh 5 vùng xanh trên thế giới,
trong vòng 10 năm trở lại đây, số người thọ hơn 100 tuổi ở Anh đã tăng hơn 25% so với trước đây, lên tới con số 14.000 người. Trước tình hình này, các chuyên gia về tuổi thọ đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đưa ra một số kết luận về bí quyết sống lâu và duy trì sức khỏe của những cụ già nhiều tuổi ở Anh. Và sau đây là 6 bí quyết mà chúng tôi nghĩ là bất kỳ ai và bất kỳ quốc gia nào cũng có thể áp dụng để có được một thành tích đáng ngưỡng mộ như người dân ở Anh. 1. Duy trì việc vận động cơ thể. Bà Loretta Boston, người tròn 100 tuổi vào tháng 10 năm 2022, nói rằng ở nơi bà sống có rất nhiều cầu thang bộ, nên ngay cả khi không đi ra ngoài, bà vẫn có thể vận động cơ thể của mình mỗi khi rảnh rỗi. Do đó, cô bác không nhất thiết phải nâng tạ, chạy marathon hay bơi lội, mà chỉ cần đi bộ nhiều hơn hoặc lên xuống cầu thang bộ. Làm việc nhà mỗi ngày là đã rất tốt cho cơ thể của mình. Ruth Gross, một y tá tim mạch tại Quỹ Tim Mạch Anh cho biết, không bao giờ là quá muộn để chúng ta vận động. Vì vậy, cô bác hãy cố gắng tăng cường việc vận động cơ thể mỗi ngày để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Cụ thể, thói quen này không chỉ giúp cho cô bác cải thiện huyết áp, làm giảm lượng cholesterol xấu, kiểm soát cân nặng, mà còn giúp sức khỏe tinh thần của cô bác được tăng cường nhờ việc hormone hạnh phúc trong cơ thể được tiết ra khi cô bác vận động. 2. Sống gần biển. Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, khu vực ven biển chính là nơi có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao nhất nước Anh. Các chuyên gia cho biết, môi trường ven biển không chỉ giúp cho mọi người chăm chỉ ra ngoài tắm nắng và vận động hơn, mà cảnh quan nơi đây còn giúp cho người ta cảm thấy thư thái và ít căng thẳng hơn ở những khu vực thành thị rất nhiều lần. Bên cạnh đó, hải sản cũng là loại thực phẩm mang đến vô vàn lợi ích cho cơ thể của những cư dân sống ở đây, bởi chúng rất giàu chất dinh dưỡng, đồng thời đóng vai trò như một nguồn protein, vitamin và khoáng chất, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc phải các căn bệnh thông thường cho người tiêu thụ. Và đây cũng chính là lý do giúp cho những cư dân sống ở ven biển có tuổi thọ kéo dài hơn. 3. Ngủ đủ giấc. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho biết, người lớn ở quốc gia này ngủ từ 6 đến 8 giờ mỗi đêm và một giấc ngủ chất lượng sẽ vô cùng cần thiết cho việc loại bỏ các chất thải ra khỏi tế bào não, điều chỉnh quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp các cơ quan nội tạng hồi phục chức năng và duy trì hệ miễn dịch trong cơ thể. Và điều này đã giúp cho người dân ở Anh kéo dài thêm vài năm tuổi thọ. Nếu gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ, cô bác hãy thử cắt giảm giờ ngủ trưa hoặc giảm lượng cà phê tiêu thụ trong ngày. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên dành thời gian để đọc sách, nghe radio hoặc ngồi thiền để tinh thần được thoải mái hơn trước khi cô bác bắt đầu đi ngủ. 4. Luôn học thêm kỹ năng mới. Việc học một số kỹ năng mới đã giúp cho chức năng của não bộ được tăng cường khi người dân Anh về già. Và một số nghiên cứu đã cho thấy việc chúng ta học từ 2 ngôn ngữ trở lên ở tuổi trưởng thành có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác một cách cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, việc đi làm tình nguyện, tham gia vào một lớp học kỹ năng hoặc tập chơi nhạc cụ cũng là những việc có thể cân nhắc nếu cô bác muốn duy trì sức khỏe của trí não và tránh được căn bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer. 5. Ăn uống đầy đủ. Việc duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng là cách làm đơn giản nhất để người dân Anh làm giảm nguy cơ mắc phải bệnh ung thư và các căn bệnh về tim mạch. Bởi theo các chuyên gia sức khỏe, chúng ta có thể làm giảm 6 triệu ca tử vong trên toàn cầu bằng cách ít tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa cũng như muối và đường. Ngoài ra, tiến sĩ Liu, tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim Mạch Châu Âu, cũng nhận định rằng chúng ta có thể làm giảm số ca tử vong do bệnh tim nếu tăng cường ăn cá, trái cây, rau củ, các loại quả hạch và ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày. Ngoài ra, chúng ta cũng nên uống khoảng 1,5 lít nước trở lên để tránh tình trạng mất nước và đảm bảo cho các cơ quan bên trong cơ thể hoạt động một cách bình thường. 6. Kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Khi chúng ta già đi, thị lực và thính giác sẽ bị suy giảm, nên có thể gây ra tình trạng mất thăng bằng và dễ té ngã. Do đó, việc khám sức khỏe định kỳ đã giúp cho người dân Anh phát hiện ra các bất ổn bên trong cơ thể và các căn bệnh khác, trong đó bao gồm cả ung thư. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ các chỉ số sức khỏe cũng như việc kiểm soát huyết áp và cholesterol nếu cô bác muốn sống đến già. Do đó, cô bác đừng nên lơ là việc tầm soát bệnh tật cho cơ thể của mình. Có thể thấy, tuy không nằm trong số 5 khu vực có tuổi thọ trung bình cao trên thế giới, nhưng người dân sống tại các quốc gia như Anh và Mỹ đều có thể sống rất lâu nếu biết cách chăm sóc cho cơ thể của mình. Đó không phải là những bí quyết cao siêu gì, mà đơn giản chỉ là những thói quen ăn uống, sinh hoạt, hết sức khoa học và có lợi cho sức khỏe mà bất kỳ ai cũng thực hiện được.
Chính vì thế, ngay từ ngày hôm nay, cô bác hãy chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của mình. Chỉ cần làm được chuyện này, tuổi thọ và sức khỏe của bản thân chắc chắn sẽ luôn luôn được như cô bác mong muốn. Và nếu cô bác thấy video ngày hôm nay hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.